xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có một trận đại chiến với một con rồng và nhặt được một cái đầu rồng nè. Cái này thì nó có hình dáng bên ngoài rất là đẹp và cũng như cộng cho mình khá là nhiều giáp nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng có mở những rương kho báu và nhặt được 4 trái ác quỷ mới. Đó chính là trái Yomi Yomi Nomi, rồi trái Mero Mero Nomi nè, trái Horo Horo Nomi và cuối cùng là Doru Doru Homi. Và mình sẽ treo hết 4 trái quỷ này lên trên cái căn phòng trưng bày trái quỷ của mình nhé. Và khung vật phẩm ở đây mình còn 5 cái luôn, đem lên treo nốt nhé. Không biết trong ngày hôm nay mình có đủ may mắn để tìm thêm những trái quỷ mới không ta. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải đặt những cái khung vật phẩm xuống trước giống như vậy. Vì 4 trái này đều thuộc hệ Paramecia nên mình sẽ treo ở phía bên trái nhé. Đầu tiên là Doru nè, kế đến là Horo, kế đến nữa là Mero và cuối cùng là Yomi Yomi Nomi. Và nhìn sơ qua thì dàn trái quỷ hệ Paramecia của mình nó đã lên tới cái này là 3, 6, 9, 12, 14 và 16 trái. Ui, nhiều thiệt sự các bạn ơi. Còn nghệ Zoan mình có 3 và Logia mình cũng có 3 thôi à. Ôi, đó là một sự chênh lệch không hề nhẹ nha. Nhưng mà không sao, mình tin sắp tới mình ha, vẫn có thể tìm được những trái hệ Zoan cũng như hệ Logia khác. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ đi xuống địa ngục để farm thêm một ít cái bột quỷ lửa tím nè. Ở nhà mình còn có một cái thôi, không đủ để chế tạo á. Nên mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để farm thêm một mớ nữa nha. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái sợi chỉ luôn đi, một xíu để chế tạo luôn. Và cổng địa ngục thì mình chưa có kịp dời lên cái tàu của mình, nên mình cần phải trở lại ngôi làng nè và đi qua bằng cách này thôi. Hy vọng là mình có thể gặp được những cái con quỷ lửa càng sớm càng tốt nhá. Và mình cũng đã fix được cái lỗi á là sử dụng năng lượng trái quỷ mà không bị mất block rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình đã có thể sử dụng trái quỷ và phá hủy cả địa hình cơ. Đây mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì mình cần phải sử dụng gear mới được, vì bình thường á kỹ năng của mình nó sẽ không có tác dụng làm phá hủy block đâu. Phải bật gear, ví dụ như là gear thớt đến gear for cơ. Đây gear thớt trước đi. Piston. Bùm. Đó. Các bạn thấy chưa, một piston của mình thôi đào được cái đường dài ngoằng luôn kìa. Nhưng mà như cái này là tại cái block netherrack này nó mềm hay sao á, nó còn phụ thuộc vào độ cứng của block cơ. Với tỷ netherrack nó mềm thì nó đào được đường dài, còn ví dụ như nếu mà cái block nào nó cứng cứng á thì nó chỉ dừng được ở mấy cái ô đầu tiên thôi, nên cũng hên xui lắm. Rồi, và ở đây có một ít cái blue gem á nên mình sẽ khai thác luôn. Ông. Ý, cái này là cái tổ ong hả? À, vậy là đợt trước mình gặp cái mấy cái ụ này là cái tổ ong các bạn ơi. Ui, không biết trong đây nó còn có mấy con ong không ta? Cái này là cái sáp ong nè. Ui, ong chích hoa vậy. Ui, có cái đường nào đột nhập vô bên trong tổ ong không nhờ? Mình muốn kiểm tra thử xem bên trong tổ ong sẽ có những gì. Cái này đào bằng... Ui, cái này đào bằng rìu. Ui. Ui, cái này có quá trời mấy cái chết rồi. Chết ơi, mình lọt vô cái hồ mật ong rồi. Để mình sẽ đào một ít block để có thể ngồi lên cái đã. Wow, cái này là khói mật ong nè, và có thể dùng để chế tạo gì không? Ủa, cái này chỉ để vậy thôi hả? Trời ơi, cái này không biết nó có công dụng giống như slam không ta. Ui, hay giờ. Trong này có những cái mật ong chưa thành kén nè. Được đó nha. Cái này thì có ăn được không? À, chứ cái này thì dùng để làm gì ta? À, cái này dùng để nấu được nè. Ui, xịn á, xịn á. Ui, giờ mình mới biết luôn. Cứ tưởng được trước, tưởng cái gì cơ mà nhìn to đùng luôn ấy. Ai về cái này là cái tổ ong ở dưới địa ngục. Ui, chết rồi. Chạy đi, chạy đi. Mình đột nhập vô tổ ong, mình còn lấy tổ ong nữa. Không thôi, một hồi mấy con ong hở ra quýnh mình chết á. Rồi, và ra đây tìm coi có mấy con quỷ lửa tím không. Đợt trước mình gặp nhiều cực luôn ý, mà sao hôm nay chả gặp con nào hết. Kỳ vậy ta. Ồ, trên này có mấy con... À đây nè, có rồi.
Nhưng mà để farm những con đó tốt hơn á, thì mình nghĩ nên sử dụng vũ khí có dòng nhạc. Và bên cái rừng này thì mình có một cái cây kiếm bedrock có dòng looting nè. Đem ra và tiêu diệt con này thôi. Ui con này khỏe vậy. Chắc phải bật Haki lên rồi. Sau đó sử dụng kiếm và chặt nó một cái nè, gần chết luôn. Và ngấm củ tỏi đi, chuẩn bị. Ngấm củ tỏi nè. Ui. Mấy con ong cứ dí bên ngoài à, mình có lấy có một miếng tổ ong thôi à, mà cũng thấy không quýnh mình á. Tiêu diệt nè. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã kết liễu được con quỷ lửa tím và nó đưa ra cho mình. Ui. Thêm được một mớ bột quỷ lửa tím rồi nè, được 9 cái là dư sức chế tạo luôn á. Tiêu diệt con này một cái đi. Rồi, và đi thêm một đoạn nữa coi dưới này còn cái gì để mình có thể mang về không nhá. Vì hôm nay á mình rất là ít đi xuống dưới này để khám phá luôn á các bạn ơi. Không biết dưới này còn loại khoáng sản nào để mình có thể mang về không nha. Ui, ở đây còn mấy con quỷ lửa tím nè, nhưng mà mình sẽ mặc kệ nó. Và mấy cái này là mấy cái bia mộ. Ui, skeleton. Này thì skeleton nè. Ồ, đằng kia có một con xương đen. Để mình sẽ kích hoạt á gear thớt lên và sử dụng piston vô mặt nó. Piston boom. Chết mèo luôn rồi. Piston của mình á sử dụng đơn lẻ mục tiêu thì khỏi phải nói, cực kỳ mạnh luôn. Ui mấy người bạn cung phu nè, không biết mình có trò chuyện được không nhờ. Hy vọng là trò chuyện được. Ui không trò chuyện được, bây giờ mình sẽ đọ cung phu thử nha. Ui lộn không. Ui mạnh lắm ấy. Ui mấy bạn cung phu này mạnh lắm, chắc mình phải bật hai cây vũ trang luôn lộn thôi. Ui sao mình quýnh nó hiện ra mấy cái xanh xanh là sao nhờ. Ui sợ chưa. Ê, hình như hiện mấy cái xanh xanh là kiểu như bái mình làm sư phụ á. Tại vì trong phim One Piece thì theo như mình biết á, khi mà mình đánh bại những anh cung phu như vậy nè thì nó sẽ kiểu như là coi mình như là sư phụ vậy á. Giờ đã hết quýnh mình rồi nè. Ui giờ còn chọn bắt chước mình đục gì nữa nè. Ui được á nha. Nó phải thân thiện như vậy thì được không? Kiểu như ha, đánh nhau xong mới là bạn các bạn ơi. Con này thì đi ra chỗ khác, con này không là bạn được rồi. Ui đi theo mình luôn nè. Ui nhưng mà mất máu gì rồi sao mình, sao mình chữa thương đây? Nãy mình quýnh hơi mạnh tay á nên giờ còn có 4 máu rồi à. Trời, biết vậy nãy mình quýnh nhẹ thôi, quýnh mạnh quá anh bạn công phu này kiểu như gần chết mất tiêu rồi. Không biết đằng này thì có con play à, hay là bây giờ mình sẽ thử đục con đón cái của anh bạn công phu có đánh tiếp mình không nhá. Coi ở đây không có gì hết. Rồi đục một cái nè. Rồi quýnh đi anh bạn công phu. Ý người dám quýnh người bạn của ta, cho người biết mùi. Hai cây vũ trang. Trời ơi, ui anh bạn công phu đi theo mình chết queo rồi. Thì tình bắn mình hụt mà sao bắn trúng anh bạn công phu của ta, kỳ thiệt luôn á. Xui thật sự luôn. Đấy các bạn có thấy mình kém may mắn không? Cứ quen hay là kết bạn với ai á thì tầm 1-2 phút sau người đó cũng ngủm ngu tỏi à. Ui mình không có gì với mấy người bạn trong này rồi. Không biết hôm nay mình hại biết bao nhiêu người bạn nữa, bó tay mình luôn á. Ok giờ mình sẽ rời khỏi cái khu vực này để đi tìm khu vực khác và khám phá nhá. Ui nước gì mà đỏ chót nhỉ. Ui trời ơi nước gì mà đỏ chót luôn các bạn ơi, ghê vậy. Mình không có cái xô, mình không có múc thử được. Ui sắp tới chắc mình sẽ xuống đây mình phải lấy cái xô mình múc thử mấy cái này đem về coi nó là cái gì nhá. Ui lần đầu mình gặp cái nước gì đâu đổ chét luôn á. Rồi và hướng này, ui lại là một cái tòa thành mới nữa. Wow được á nha, coi trong này có rương không ấy đã. Ây da trời ơi nhảy cao quá à. Và có vẻ hình như ở đây không có rương rồi. Ôi chưa đâu mấy cái ngã tư này ưa gặp mấy cái rương lắm. Có không? Ui không có luôn à. À con gác. Để rồi piston. Ui một piston chưa chết thì đập cây cuốc coi có chết không. Và được hai cái nướng bắt gas nữa, quá tuyệt vời. Thì tiếp qua đây để tìm rương thôi nào, mình sẽ bơ mấy con play đi, chủ yếu là tìm rương nhanh rồi đi về làm công việc khác nữa. Có không? Ui đây mà cũng không có luôn à. Ui đây nè,
Và được một cái yên cưỡi cũng như là một viên kim cương. Hấp dẫn, hấp dẫn. Phía này vẫn còn rương nữa. Và một cái giáp ngựa vàng. Được á. Lại là một cái giáp ngựa vàng và yên cưỡi. Cái này bướu địa ngục thì nhà mình có nhiều rồi nên mình sẽ không có lấy nha. Hướng này thì được hai ba, được ba cái rương luôn, hấp dẫn thiệt á chứ. Thử qua hướng dưới này coi, hy vọng dưới này cũng sẽ có rương. Ui, có con mắt ma. À, có cái rương nè. Ồ, một cái yên cưỡi nữa nè, thấy không? Tại vì dưới này đờ á, rất là dễ có những cái yên cưỡi trong những cái rương á các bạn ơi, nên cứ thoải mái xuống đây mà tìm, kể cả những cái giáp ngựa nữa. Đi cứ tí xíu thôi mà mình nhặt được 2, 3, 5 cái giáp ngựa liền luôn. Quá là xịn. Ui trời. Chắc là người chưa nếm mùi Biston chứ gì con Skeleton. Con này đi ra để mình cho người biết mùi Biston là gì. Này thì dám đùa với mình hả? Con này đi ra hết. Và mấy cái con mắt ma nhỏ nhỏ này á. Nó quýnh không được mình. Mình quá, mình cứ tưởng mấy con nhỏ nhỏ này quýnh được mình chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ tiêu diệt hết coi coi nó có rơi ra những cái kem dung nham không nhá. Ủa? Ủa mấy con mắt ma trong đây nó không có rơi ra kem dung nham á ta? Kỳ vậy. Ngọn cái lưng không biết làm thế nào mới có kem dung nham nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy khu vực này có vẻ hết cái công trình rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ trở về thôi các bạn ơi. Nãy giờ dưới địa ngục cũng khá là lâu rồi á. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên cất đồ và chế tạo để chuẩn bị công việc tiếp theo thôi. Mình đã trở về nhà cũng như là ngủ được một giấc rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt một sợi chỉ ở giữa nè. Sau đó đặt những cái que quỷ lửa, cái bột quỷ lửa xung quanh giống như vậy. Và nó sẽ tạo ra được một cái Sound of Music. Và đây chính là một cây đàn. Nhưng mà nó thực sự là một món vũ khí tấn công tầm xa rất là ha đáng gờm đấy. Giờ mình sẽ tìm một cái mục tiêu nào đó để test sức mạnh cho các bạn xem luôn. Không biết cái này nó có enchant được không ta? Để giờ mình sẽ test trước đi rồi sau đó trở về enchant sau. Đầu tiên thì mình sẽ đàn vô mặt con cua này. Nó mỗi lần đàn như vậy thì mình sẽ lấy đi khoảng 10 máu của một mục tiêu các bạn ơi. Hơi bị xịn luôn đối với một cái món vũ khí rất là đáng gờm như vậy. Và khi mình sử dụng như vậy á thì nó sẽ phát ra những cái âm thanh giống như tiếng đàn, nghe rất là thích tai luôn á. Và coi nào, ở đây còn con nào để mình test không ta? À đây 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 đây, cả heo à. Ủa cầm cá voi hả? Cá voi nè, cá voi nè, thấy tội ha. Kiếm chuyện với mình lúc trước cứu mà dám giết mình. Còn 6 tiếng đàn nữa thì con này sẽ chết. 1 tiếng đàn, 2 tiếng đàn, 3 tiếng đàn, 4 tiếng đàn, 5 tiếng đàn và tiếng đàn cuối cùng. Chết queo luôn. Cái này ha, có thể thay thế cây cung được luôn á các bạn ơi. Nhưng mà nó hơi khó dùng một xíu vì nó sẽ rơi xuống nhiều hơn so với cây cung á. Mình sẽ hơi bị khó canh một tí. Nhưng mà kệ, cái này nó cũng khá là vui trong việc chiến đấu. Nên mình sẽ sử dụng nó trong ngày hôm nay nhá. Rồi và giờ thì mình sẽ trở về nhà để thử coi nó có thể cường hóa lên không. Nếu mà được cường hóa thì chắc nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều á. Rồi giờ thì cho bố mẹ cha anh nè. Hình như nó không ăn cha anh được rồi. Ơ gì mừng hộp rồi. Nhưng mà không sao đâu. Giờ thì mình sẽ có hai món các công làm xa lận. Thứ nhất là chuối thần thánh và thứ hai là cây đờn của mình. Được á nha. Và trong ngày hôm nay á thì mình dự định sẽ đi tìm cái căn cứ của hải quân. Nhưng mà cái đó thì thường thường á nó sẽ ở những cái vùng đất liền các bạn ơi, chứ nó không có nằm ở trên biển giống như cái nhà ngục Impel Down đâu. Thế nên mình cần phải đi tìm nó cái khu đồng bằng hả? Mình nhìn sơ qua trên bản đồ thì hiện tại khu đồng bằng thì chỉ có chỗ này là có cái đồng bằng bự nè, nên mình sẽ sử dụng cái chức năng dịch chuyển của bản đồ nhé. Dịch chuyển tới ngôi làng này một cái nè, tầng khoảng 79 đi. Rồi lưu lại, sau đó dịch chuyển lại nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái hành trình đi tìm nhà, đi tìm cái doanh trại của hải quân thôi. Và coi nào. Ủa hình như nó gần biển hả? Mình cần tìm doanh trại cơ chứ không cần tìm cái vùng biển đâu. Trời ơi, lúc không cần tìm vùng biển thì nó lại ngay cái vùng biển luôn á chứ. Nhưng mà thôi kệ. Và bây giờ mình đã có thể phá hủy được block rồi, nên chắc mình sẽ phá hủy những con tàu này thôi. Lúc trước á, những con tàu hải tặc này đã cướp đi sinh mạng của những người bạn của mình, nên giờ mình sẽ trả thù nhá. Đầu tiên là Beaston. Ui. Ui, hắn ta cũng biết dùng sóng kiếm để quýnh mình kìa. Piston. Bùm. Và rocket.
Bùm. Ui, hôm rồi mình ít dùng cái Gear 4 cực luôn á, vì nó hồi khá là lâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quyết định dùng Gear 4 để phá hủy con tàu này. Gatlingen. Ui, Gatlingen phá hủy thì khỏi phải nói luôn á, cực kỳ xịn. Và Gatlingen một lần nữa, đó, phá gần nát cái tầng trên của con tàu rồi. Mình sẽ sử dụng cái Haki đi để đánh thường cho nó xịn, và sau đó đi xuống dưới và lấy rương trá quỷ thôi. Này thì thuyền trưởng nè. Ui, bật Haki lên quýnh tên này hồng hồng si nhê luôn nè. À, người thích đọ kiếm hay gì? Vậy là tên đó bắt buộc mình phải đọ kiếm với hắn các bạn ơi. Hắn không thích đánh thường với mình á. Ui, không ngờ lại có một tên có thể kháng được cả sức mạnh của Haki mình cơ. Ui, mấy tên đó xịn thiệt á. Và cạnh đây có một cái con tàu hải quân nè. Để mình qua đây mình kiểm tra coi có rương trái quỷ không nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ bật gear thớt lên. Và piston. Bùm. Lũng một lỗ liền. Ý, chết 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 chết. Đừng cho mấy tên này ngất xỉu hết đi. Ui, những cái này có xuyên địa hình được à? Có xuyên không? Thử thử thử. À, cái này không có xuyên được các bạn ơi. Cái này phải chi mà nó xuyên được mấy bức tường thì hay ha. Nhưng mà không sao, mình có thể đòn liên tục vô mặt mấy tên này. Và không có trái quỷ ơi. Mấy cái tàu nhỏ nhỏ này ít khi mà có trái quỷ lắm luôn á. À, nên mình sẽ tiếp tục đi để đi tìm những con tàu khác nhá. Để coi coi mình cần phải xác định phương hướng lại thêm một lần nữa cái đã, để không thôi một hồi đi nhầm. Hướng bên đây có đất liền nè, nên mình sẽ qua thử kiểm tra. Hy vọng là có thể sớm gặp được cái doanh trại của hải quân thôi. Cái này làm cái cái gì ta, đào ra thử coi. À, mấy cái gỗ bình thường thôi, kiểu như cái bè bị mắc cạn gì á. Rồi, và trên núi này thì ui, có cả đống cái mấy tên sơn tặc kìa. Ui, xuống đây cà kìa mấy tên này thử coi. Ui, đại chiến giữa sơn tặc và cướp biển. Ui, chết rồi, sơn tặc chết hết rồi. À, mấy tên này dám ăn hiếp ỷ đông hiếp yếu à. Được được được, mấy tên người dám ỷ đông hiếp yếu thì ta sẽ trả thù cho mấy tên sơn tặc luôn. Bật gear thớt lên. Sau đó piston. Bazooka. Bùm, bay dính dính dách liền. Và gắt tinh gân. Đừng có đùa nha, bật Haki lên ha, đấm thường mấy tên này luôn nè. Đấm thường nè, đấm người cho tới chết. Ỷ đồng hiếp yếu, cầm cái dao bé tẹo đi hù ai. Đi hù ai hả? Tóc hồng là nhìn là muốn đấm rồi. Rồi, đi tiếp thôi các bạn ơi. Ui, đằng kia có cái công trình gì kìa. Ui, đằng này lại là mấy tên cướp biển à. Ui, cướp biển nhà thổ dân luôn. Ui, nữa rồi, cô tê nữa rồi. Thôi đừng cô tê nữa, tôi trưởng thiệt á, đừng cô tê nha. Ui ui trời, tên này còn chọt mình nữa. Liêu vậy? Beast tên. Này thì cô tê. Ê ê ê. Ê, mấy tên này rơi ra mặt nạ kìa. Mấy tên này rơi ra mặt nạ các bạn ơi. Được nha, được nha. Được được, mình sẽ kết liễu nhanh rồi sau đó nhập mặt nạ thôi. Mặt nạ đâu rồi, mặt nạ, đây 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 đây. Mấy tên như tổ dân này nói chuyện đúng tiếng luôn á. Chắc mình phải kết liễu nhanh rồi à. Đi khám phá tiếp rồi. Mấy tên này không được, không được hắn câu giờ. Ui, hắn có khiên nè. Ui, khiên của dân mạnh nha. Khiên có khiên nè. Lấy khiên ta cầm kiếm. Này lấy khiên hả? Lấy khiên thì mình cầm kiếm thôi. Cái bộ tộc cô tê này đáng sợ thì luôn á, mình không sợ sức mạnh mà mình sợ cái tiếng kêu thôi. Tối ngày gặp mình cô tê hoài luôn á. Và đây chính là một cái mặt nạ. Ui. Bây giờ mình chính là một người trong bộ tộc cô tê rồi. Có mặt nạ rồi, hy vọng khi có mặt nạ thì mấy tên này sẽ không có dí đánh mình nữa. Và coi nào. Ui, đằng kia nó có cây gì nhìn lạ lắm. Mình không biết khám phá nào trước ta. Ok, để lợi lợi cái cây trước đi các bạn ơi, rồi xíu qua cái công trình bên kia sau. Ủa, cái cây này làm gì mà bị héo vậy? Ui, khu rừng gì lạ lắm. Khu rừng bóng tối. Ồ, Dark Wood nè. Chặt thử coi Dark Wood này có làm được gì không nào. Dark Wood thì nó giống như một cái lò gỗ bình thường à. Ui, nhưng mà nhìn cái khu rừng này lạ lắm luôn á. Lần đầu mình gặp cái khu rừng giống như vậy.
Ui, để mình trang bị bếp bếp mèo vô coi, để có thể nhìn trong bóng đêm và vào trong khu rừng bóng tối khám phá. Không biết bên trong này có boss không nữa ta. Ui, trong này nó có mấy con Chameleon. Ồ, con rất, không biết có phải con tắc kè không nữa. Và trong này coi coi còn gì không. Ui, khu rừng bóng tối nhìn trên bản đồ nó đen thui luôn á. Ở trong rừng bóng tối có thỏ nè. Còn gì nữa không? Không biết nên khám phá phía trên hay phía dưới khu rừng nữa ta. Mình nghĩ khám phá phía dưới khu rừng thì sẽ hay hơn, có thể nhìn thấy. Ui, trong khu rừng bóng tối này có mấy con heo rừng. Ui, được đấy nhờ. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Ồ, chỉ có vậy thôi hả? Và cái khu rừng bóng tối này bự cực luôn ý. Ồ, nằm gần sa mạc nữa. À, chắc là tại nó nằm gần sa mạc á nên nó bị kiểu như là cháy á các bạn ơi. Ui, là mình giật hết cả mình à. Ở đây có nhà mấy bà phù thủy nè, lại xin cái góc cột mà lấy miếng sô cô la ăn coi. Nhà cái bà phù thủy á toàn là đồ ăn không à, nên khi nào mình đói thì mình có thể lại xin một miếng để mang theo dọc đường ăn tạm nhá. Ui, thôi kệ đi, để cho bả chơi với con Skeleton đi. Mình lấy sô cô la của bả rồi nên mình sẽ không có đánh bả nhá. Lỡ lấy đồ rồi mà còn đánh thì kỳ lắm luôn. Ở trên này có cái gì nè? Skyblock. Ui, khói bầu trời à. Với mấy cái này là ui. Ui, wow, một được một cái đai ổ nè. Ui, cái mình tìm được một cái đai ổ dùng để chế tạo gậy của Nami nè. Thì ra đào những cái khối này thì mình có tỷ lệ nhận được những cái đai ổ các bạn ơi. Hay hay nha, được thêm một cái nè. Ui, thì ra là vậy. Trời ơi, vậy là còn bao nhiêu loại dial nữa ta? Mình cần thêm Mickey dial này, Flame dial cũng như là Flash dial để có thể làm được gậy của Nami. Mình phải cố gắng tìm thêm những loại dial khác mới được. Và cạnh đây có một cái ngôi làng Ender nè. Ấy da. Ui, suýt nữa anh này bị xương rồng đâm chết rồi. Không biết trong nhà bác thợ rèn có đồ gì không nhỉ? Ui, giáp ngựa kim cương, nón kim cương cũng như là một cái ủng gì đó. Ui, được nha, được nha. đồ lạ mang về sưu tầm. Rồi, và hiện tại trời cũng tối rồi á, nhưng mà không sao, mình có bé bé mèo á nên vẫn có thể nhìn trong bóng đêm được. Và ui, hình như mình quên quên cái gì đúng không ta? Ấy ui, mấy tên này Beaston bùm, cái tội quýnh mình hả, ba số cá. Bùm, đẩy lùi các ngươi và gắt tinh gân. Rầm, dám chống với mình hả? Chống chống nè, chống chống hả? Quýnh không? Dùng cúp quýnh ngươi luôn. Không cần dùng kiếm cũng quýnh ngươi được nữa. Đi ngang không mà làm gì quýnh người ta ấy, ghê hả? Ồ, đi được một lúc thì mình gặp luôn một cái kim tự tháp này các bạn ơi. Và cạnh nhà của sư phụ nữa. Để mình khám phá nốt cái kim tự tháp này rồi qua coi sư phụ đó có cho mình một cái nhiệm vụ nào mới không nhá. Ổng rày cũng khá là thích đi làm nhiệm vụ á, để có thể học thêm những cái năng lực mới. Và trong này coi nào, đập cái này trước đi. Có cái gì? Yên cưỡi, hơi bị tốt. Có vàng để làm chìa khóa nè. Sắt thì lấy tạm đi. Và cuối cùng là sắt nữa. Có cái quyển sách này thì mình có rồi á nên mình sẽ không có lấy tiếp nhá. Rồi, kim tự tháp cũng đã khám phá xong, giờ thì mình sẽ qua nhà của sư phụ bên này coi coi có cái gì nào. Ui, nó còn có cạnh một cái công trình giống như hồi nãy mình gặp kìa. Và úi, sư phụ có nhà nè. Và thường thường á sư phụ sẽ không có tiếp khách vào ban đêm nên mình sẽ ngủ một cái. Ấy da, con quái nào dám đứng gần nhà sư phụ. À, chắc là tại con kia nên mình ngủ xa xa ra đi. Đó, vậy mới được nè. Rồi, lại nhà sư phụ hỏi chuyện xíu coi. Không biết sư phụ có nhiệm vụ gì mới không nữa. Đây, hỏi sư phụ nè. Úi. Ủa, hay là tại mình đang làm nhiệm vụ bí ẩn nên sư phụ không cho mình thêm nhiệm vụ ta. Sư phụ không chịu cho mình nhiệm vụ rồi. Mà cái nhiệm vụ bí ẩn này mình không biết là cái gì nữa. Mình không biết sao mình được 83% luôn á. Và đây là một cái tòa tháp gì nào? Ui, đây kiểu như là một cái nơi để mấy con quái nó sống chung hay sao ấy. Chú ý là quái không à. Con quái nó quýnh thì mất thời gian lắm luôn ấy. Không biết đồ ở đây nó có xịn không nữa. Để mình tìm vài cái rương coi. Nếu đồ xịn thì mình sẽ đánh nốt cái công trình này. Mà đồ dởm thì mình sẽ bỏ qua nhá. Kiếm thôi, lãng phí thời gian trong khu vực này thì không hay đâu.
Ui, như nó còn không có cả rương cơ. Thôi mấy anh quýnh hội đồng ghê quá. Đó là sức mạnh của đám đông các bạn ơi, nên tốt nhất là không nên nghe gớ vào đâu. Nhìn trên bản đồ hay là thấy hơi bị sợ rồi. Ồ, hải quân. Lâu lắm rồi mới gặp mấy anh đi từng ở trên mặt đất nha. Rồi, cho anh biết mùi sức mạnh mới của mình. Gatlingen, Rum, Piston và một lần Gatlingen nữa. Xong rồi. Đó, đánh nhanh gấp gọn nha. Giờ thì đừng được có đùa với mình nữa. Ta đi tiếp coi. Hướng này vẫn còn mấy anh hải quân hả ta? Mặt Haki dùng cúp quýnh mạnh luôn. Haki vũ trang. Bụt nè. Một hit của mình mất tới 17 máu á. Đừng có đùa. Ui, con này hổng sượt nè. Cho người nếm mùi ha. Haki bá dương của ta luôn. Từ từ để mình trang bị cái đã. Haki bá dương đây rồi. Chuẩn bị nè. Haki bá vương. Đỡ liền. Ê, nhưng mà cái này nó chỉ khiến cái địch đứng yên thôi các bạn ơi. Nhưng mà tên kia vẫn bắn cung được kìa. Bắn cung mà cho người biết mùi. Sức mạnh của cây đờn của ta. Cho người biết mùi nè. Nó chết liền. Cho người biết mùi. Sức mạnh của cây đờn. Ui, mấy tên này có giáp đâu hiểu á. Có giáp nhưng mà cũng phải chết thôi. Sức mạnh của cây đờn. Đỡ mấy tên này đỡ không kịp luôn á. Ủa. Ê, hồi nãy như mình thấy mình có loại Haki mới thì phải đúng không ta? À, Haki vũ trang cấp cao. Ui, mình học được Haki vũ trang cấp cao nè các bạn ơi. Ui, người mình bập được Haki luôn nè. Wow, xịn thiệt á. Ui, từ đài về sau thì mình đã có thể bật Haki vũ trang cấp cao. Nó giống như là một cái lớp giáp bảo vệ vậy á các bạn ơi. được thiệt sự. Rồi, giờ thì vô đây chiến đấu rồi nào. Ui, chết rồi, nãy giờ mình bể mặt nạ nào không hay rồi. Trời ơi, tiếc ghê luôn á. Mình quên cất cái mặt nạ đi. Ui, đô đốc hải quân. Haki vũ trang cấp cao, kích hoạt. Búp. Nữa, ta có Haki vũ trang cấp cao rồi. Quýnh không có si nhê ta đâu. Và người chịu thua đi. Đừng có đùa. Nó, mình bật Haki vũ trang cấp cao thì mình sẽ được hiệu ứng kháng cự các bạn ơi. Cực kỳ xịn luôn. Cái này mình có thể bật lên và cần ra cả đống cái địch cũng trong cùng một lúc á. Hấp dẫn. Có thêm sức mạnh mới rồi. Tuyệt vời. Trong gương này thì không có đồ gì xịn hết trơn á. Chủ yếu mình qua đây là mình tìm thêm những cái Đen Mushi thôi. Mà trong này thì cũng không có nữa. Có chai cola với thịt nè, lấy được nên mình sẽ lấy nhá. Rồi giờ thì tiếp tục đi rồi nào. Và mình sẽ sử dụng cái ghép bô thay vào cái Haki bá vương á, để mình có thể di chuyển trên không tốt hơn. Và qua cái doanh trại của Sơn Tặc coi. Ủa, nhưng mà trước khi qua doanh trại Sơn Tặc thì mình sẽ qua đây coi đây là cái chỗ gì vậy. Ui, bộ tộc à. Ui, hình như mình gặp một cái bộ tộc rồi các bạn ơi. Căng thẳng nha, làm miếng thịt cho đỡ sợ coi. Hình như trong này là bộ tộc á. Ôi, hình như mấy tên này thân thiện, không sao hết. Ui, hình quá. Ui, con chó sói này 3000 mấy trái tim lận. Trời ơi. Chó sói của bộ tộc mạnh như vậy. Ui, cái này có mấy anh người lùn nữa nè. Ồ, bộ tộc người lùn. Có người cao, có người lùn luôn. Ui, không nên lụm đồ của người ta đâu, lụm chúng quýnh chết á. À, không có đồ hả? Ui, có trang trại nuôi cái kiểu nè. Mấy này là mấy anh hiệp sĩ bảo vệ thôi. Mình có thể trò chuyện với nhau, họ còn biết ngồi nữa nè. À, trao đổi thử coi. Ui, chúng ta có thể đổi đồ nè các bạn ơi. Ôi, xịn nhờ. Cái này thì đổi từ một cái nón với 2 kim cương. Áo giáp này từ một áo giáp kim cương với 5 viên kim cương. Ôi, nhưng mà bộ giáp này nó sẽ tăng khả năng chống chịu đẩy lùi. Nhưng mà nó sẽ giảm tốc độ của mình đi. Có, nó còn có những cái hút sót nữa nè. Ồ, xịn thiệt đấy, có bộ giáp gì nữa nè. Được đó nha, đây mình sẽ lưu lại bộ tộc. Mình sẽ lưu lại bằng bộ tộc nha, lưu màu xanh luôn. Được thật sự, đi vô tình gặp được bộ tộc trao đổi đồ xịn nữa chứ. Ban đầu mình cứ tưởng họ sẽ đánh mình khi mình bước vào.
Ai vậy, họ rất là thân thiện luôn, còn trao đổi đồ với mình nữa. Được thiệt sự, và nãy giờ khám phá ở đây cũng lâu rồi á, mà chưa có tìm được cái doanh trại quân nên thôi, chắc mình sẽ ra biển một xíu để tìm thêm rừng kho báu và mở ra nhá. Để không rồi không có rừng kho báu mở thì buồn lắm. A few moments later. Và để đảm bảo an toàn hơn thì chắc mình sẽ bật hai cây vũ trang ha, cấp cao lên các bạn ơi. Sau đó đi xuống dưới để đỡ tốn máu hơn á. Thôi mấy tên này quýnh mình ghê quá, mình có gà mình đang ăn chay các bạn ơi. Không muốn sát sinh nữa đâu, nhưng mà mấy tên này ép quá thì mình cũng phải sát sinh thôi. Dám chống mình hả? Dám chống mình hả? Nhịn nhiều lắm rồi, đừng hé chọc giận mình. Mình có hai kỳ vũ trang cấp cao đó, dám quýnh nó đi nè, quýnh nó đi, ra đây. Thiền trưởng hả? Thiền trưởng nè. À, ngươi cũng biết bật cái gì? Hết đi, hết thời gian rồi sao? Này dám chống với mình đã cố nhịn rồi mà cứ quýnh quýnh hoài. Rồi đi đi ra chỗ khác, tên này đi ra, cho các người đi luôn rồi. Xong rồi mình đã dọn sạch mấy tên này rồi. Nữa à, tên này lì ta, ăn cái gì mà lì vậy? Ăn cái gì mà lì vậy tên tóc cam? Mày thì lì lì nè, lì là mình cho ăn bánh mì luôn. Rồi giờ thì bật hai cây vũ trang cấp cao lên và ghê thớt, cuối cùng là piston. Bùm, gắt chứ. Ô trời, các người nghe đi chung một lượt. Và một rừng chứa trái quỷ nữa, và chủ yếu là mấy cái rương gỗ à. Mình thì cứ rất là ngại khi mà mở những cái rương gỗ á, nó sẽ rất là dễ bị trùng các bạn ơi. Công sức đi tìm gương trái quỷ mà bị trùng thì ai mà chả tiếc đúng không? Rồi giờ thì xuống đây và lấy rương trái quỷ thôi. Ui được, có thiệt nha, mình tìm được bốn cái rương gỗ luôn. Bơ tay được chứ, để coi xíu nữa có được cái rương bạc hay rương vàng này không nhá, chứ rương gỗ này là mình thấy nó hơi toàn á. Này thì dám quýnh mình. Ui, bật hai kia vũ trang cấp cao lên, lấy đồ vào chuồng thôi. Có rương không? Ui, một cái rương gỗ, rương bạc nữa. Quá hay. Rồi giờ thì đi tiếp thôi các bạn ơi. Bên đây vẫn còn một con tàu nhỏ nữa, cả ba nốt tàu này là chúng ta về vừa rồi đó. Gương thì thường thường nó sẽ ở phía đầu này, mình sẽ đào thẳng xuống phía dưới. Ôi trời, quân Zumba không giữ. Dí theo mình luôn chứ, nhưng mà không có rồi. Để mình coi coi còn tàu nào không. Hình như phía này còn cái tàu cuối cùng nè, để mình khám phá nốt rồi chúng ta cùng nhau trở về và mở rương nhá. Ui, tàu này không có rồi. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã khám phá xong những con tàu ở khu vực này, nên mình sẽ sử dụng bé bét nha để trở về nhà. Sau đó ngủ một giấc rồi sáng thức dậy cùng nhau mở rương thôi nào. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm những cái chìa khóa để chúng ta có thể mở những rương kho báu nha. Ở đây thì mình có được tổng cộng là 6 chìa khóa, mà có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái rương. Nên mình sẽ lấy thêm ít vàng trong này ra nữa để làm thêm chìa khóa thôi chứ biết sao giờ. Rồi, và làm thêm một mớ nữa là được 12 cái chìa khóa rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở những cái rương kho báu thôi. Hy vọng là với số rương nhiều như vậy thì đừng có crash game nhá. Rồi giờ thì mở nhanh một lúc thôi nào. Cái đầu tiên, mình chép ba cư nấu mi. Ồ, được rồi được. Hình như đó là trái mới thì phải á. Cái kế tiếp thôi. Bị trùng rồi, buồn vậy ta. Cái thứ ba nè, lại là trái gomu. Rương gỗ mà cho mình trái gomu là hơi bị hơi may mắn luôn á. Được được, cái này thì mình sẽ để dành nhá. Dù sao đó cũng là một trái cực kỳ mạnh. Rồi kế đến đây nè, lại là trái đô ai bị trùng rồi, buồn vậy. Cái kế đến nữa coi, Suzy no mi. Ui, trái gì tên có độc vậy? Nhưng mà đây là một trái mới nên mình sẽ cất vô luôn. Và cái gỗ cuối cùng, cho trái Paris. Đây là một trái mình đã sở hữu đến 3 lần rồi á. Buồn ghê luôn. Rồi đây là hai cái rừng bạc cuối cùng nè, mình sẽ mở luôn nè. Hai trái như vậy. Ok, dù sao đó cũng là trái mới, mình mới mở trong ngày hôm nay. Và cái cuối cùng, mong là hệ Logia hoặc là Zoan nhá. Và búp, nó bị trùng luôn rồi. Trái Suba này mình có rồi, mình mới treo lên luôn á. Tiếc vậy ta. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình chỉ mở được hai trái quỷ mới thôi, đó là trái Suzy no mi và trái Baku no mi thôi. Nên mình sẽ treo nó lên luôn nhá.
Đây, treo nốt nó qua hai vị trí này nè. Treo lên, treo lên. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tạo một thế giới thử để test ngẫu nhiên một trong những trác quỷ ở phía trên mà mình từng treo nhé. Các bạn nhớ đón xem đây là trác quỷ gì nào. Mình đã tạo một cái thế giới thử rồi các bạn ơi, và trên thế giới thử có rất nhiều quái vật luôn. Để bây giờ mình sẽ bắt đầu test trái quỷ nhá. Và trái đầu tiên mình muốn test đó chính là trái Kachi Kachi no Mi nè. Không biết trái này là trái của ai nữa, nhưng mà mình cứ ăn trước đi rồi sau đó test kỹ năng sau. Mình sẽ bắt đầu trang bị kỹ năng vô. Ui, trái này như biến mình thành cái người nhiệt độ hay sao ấy. Skill đầu tiên là cái tay mình sẽ bị màu đỏ, và mình đột sẽ gây ra hiệu ứng cháy các bạn ơi. Thì ra là vậy. Còn skill thứ hai thì sao nè? Ui, skill thứ hai như làm nóng xung quanh hay sao á, đúng không? Mà thấy xung quanh có làn hơi, kiểu như làn hơi nước bốc lên á. Nhưng mà nó có công dụng gì á? Nếu mình đổ vô đây một ít nước thì sao nha? Biết đâu nó lại biến nước thành lava thì sao? Để mình lấy một cái xô nước ra trước. Đây, đổ xô nước xuống nè. Rồi, kích hoạt skill 2 lên. Nó làm hơi nước bốc hơi. Thì ra cái này nó sẽ biến hơi nước bốc hơi luôn các bạn ơi. Đây, hơi nước bốc hơi, búp. Đó. Ui, trái này mạnh thì cơ. Dùng để kiểu như là rút nước lại hơi bị xịn luôn. Rồi, trái cà chi đã test xong nên mình sẽ test trái thứ hai nhá. Đây là trái Bomu Bomu no Mi nè. Hình như ăn trái này xong thì nó sẽ biến mình thành người bơm thì phải. Đây có hai skill bơm luôn nè. Skill thứ nhất, búp, kích bơm. Kích bơm thì nó sẽ phát nổ các bạn ơi, ngay phía dưới chân mình luôn. Ui, được nhờ, cái này dùng để đi thẳng xuống phía dưới lòng đất là hết sảy luôn á. Về phần sát thương thì sao? Cái này 30 máu đúng không? Kích bơm một phát. Chết queo luôn. Ui, mạnh đi sự á. Ui, cái này dùng để tấn công cũng ổn nè. Và skill 2. Skill 2 thì hình như tấn công tầm xa, nhưng mà nó không có mạnh nhanh lắm các bạn ơi. Nói chung ăn trái này thì mình sẽ trở thành một người phát nổ á. Phát nổ giúp mục tiêu xung quanh luôn. Rất là xịn. Rồi, và đến trái cuối cùng thôi nào. Và trái cuối cùng này mang tên là Doa Doa no Mi. Biến mình thành người cửa đó nha. Rồi, và coi kỹ năng coi. Nè, có hai kỹ năng. Cửa không khí và cửa bình thường thôi. Cửa không khí. Ủa, skill này là như thế nào? Mình chưa biết công dụng nữa. Để mình lấy thử cái cửa coi. Đo, đây một cái cửa nè. Đặt xuống phía dưới giống như vậy. Và sau đó sử dụng kỹ năng cửa không khí. Ủa sao mình bị tăng lên rồi nè? Hình như mình thử chỉnh sang chế độ sinh tồn xem. Thường mấy con này nó sẽ dí mình đúng không? Bật cửa không khí lên. Nó sẽ giúp mình. Cái này là sao ta? Tàn hình. Tăng cái này là tàn hình cấp cao á. Lúc trước thì mình ăn cái trái gì cũng có năng lực tàn hình nữa, nhưng mà mấy con này nó sẽ đánh mình được. Nhưng mà ăn trái Doa này mình tàn hình thì nó sẽ không có đánh mình được luôn. Xịn xịn xịn. Xịn thiệt luôn á. Nhưng mà skill 2 thì mình không biết dùng. Khá là tiếc luôn á. Các bạn nào biết skill 2 nó dùng như thế nào á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì mình sẽ trở lại thế giới thiệt của mình thôi. Thế giới này nguy hiểm quá Và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có một chuyến đi khám phá và tìm được rất là nhiều rương kho báu, nhưng mà chỉ tìm được đúng hai trái quỷ mới thôi các bạn ơi. Nhưng mà hôm sau sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm những rương kho báu khác để có thể tìm những trái quỷ hệ Logia cũng như là hệ Zoan mới nhá. Và bên cạnh đó thì mình cũng học được một loại haki cấp cao, đó chính là haki vũ trang đó. Bật lên thì cơ thể mình sẽ được bọc haki và tăng cái sức đề kháng lên rất là nhiều, giúp mình có thể chiến đấu tốt hơn. Mình còn làm được một món vũ khí mới để tấn công tầm xa nữa, đó chính là cái đơn này nè. Cũng khá là mạnh đó nha, nên mình sẽ cố gắng rèn luyện kỹ năng phóng đơn sao cho chuẩn xác. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.